Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình đang ở trên là cái xã Đồng Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ quay cho bạn cái cận cảnh cái quy trình làm cái thuốc lào ở cánh đồng thuốc lào lớn nhất ở xã Đồng Thạnh, huyện Hóc Môn này các bạn. Cái cầu mà mình vừa mới qua, ta có cái gọi tên gọi cầu là cầu Bến Đá nha các bạn. Đây là cái vùng đất của xã Đồng Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở hai bên là người ta đang trồng rất là nhiều rau nhút các bạn. Các bạn mình mà ăn lẩu Thái rồi đó, rau nhút là không thể thiếu này các bạn. Thì mục đích của ngày hôm nay là mình sẽ đi quay cho các bạn cái quy trình các bà con làm thuốc lào các bạn ơi. Thực ra là cái thuốc lào là giống như mình người miền Trung của mình á, thì hay gọi là thuốc rê đó, bỏ trong cái ngày xưa ông ngoại mình thì không có thuốc trực tiếp luôn mà ở khô như vậy là uống trực tiếp luôn, nhưng mà hút như vậy thì rất là nặng và sốc. Ở đây có rất nhiều người đang mình câu cá nha bạn, cảnh rất là hoang sơ đó các bạn ơi. Coi thử mình đang hỏi. Ở đây chủ yếu là ta trồng rất là nhiều rau nhút nha các bạn. Chú ơi, cho con hỏi thăm cái cánh đồng mà thuốc lào ở đến làm chỗ nào chú? Đi vô này hả? Dạ dạ. Bẻ hết luôn hả? Ồ. Ở đây còn rất là thôn quê các bạn. Bà con mình trồng rất là nhiều cái cây thuốc lào bạn ơi. Thuốc là rau nhút, xin lỗi các bạn, nhút cái vựa thuốc lào thì theo nãy cái chú kia có nói thì cái vựa thuốc lào kia có mấy cái sen rất đẹp, thuốc lào nó đã khai thác gần hết rồi, mình cũng vẫn sẽ đi đến đó luôn. Khác rồi ta bẻ hết rồi nhưng mà sẽ có cái quy trình người ta làm việc còn chế biến để mà phân phối này chứ. Ở kia có cái anh là anh đang bắt bằng bắt cầu cào mà ơi. Nó có một cái nghề rất là hot đó là nghề bắt cầu cào các bạn, bắt cầu cào để mà bán cho những cái người nuôi chim các bạn. Cảnh ở đây rất là thôn quê các bạn ơi. Bên kia thì có rất là nhiều người họ đang thu hoạch rau nhút nha các bạn. Và phải nói là ở đây rất là lý tưởng để mà câu cá rồi các bạn. Ở gần khu vực này nó có một cái nông trại gọi là nông trại của công ty Tâm Nông các bạn. Mình thì đang đi tìm cái cánh đồng thuộc Lào. Ở đây là các cái ruộng trồng rau nhút ở xã Đồng Thạnh, huyện Hóc Môn các bạn. Ở đây có một cây xanh rất là mát, mình dừng lại mình để mình nghỉ mát các bạn ơi. Mình đang đi tìm cái cánh đồng thuốc lào chưa thu hoạch mà mình đang tìm không thấy các bạn. Ở đây giống ở bờ đê ở quê hương quê mình các bạn ơi. Đi tìm để quay cho các bạn cái cảnh người ta thu hoạch
và sản xuất cái cây lào mà cũng rất cực các bạn. Cây rất là nhỏ nha các bạn. Các cái ruộng ở đây chủ yếu là ruộng ruộng nhút, chưa có thấy cây lào. Đây các bạn ơi, đây có một cái ao sen, cảnh rất đẹp. Ở đây là một đám ruộng thuốc lào các bạn, đã ngắt hết lá rồi, chỉ còn là cây trơ trọi thôi. Thì người dân họ đang phơi các bạn, cái thuốc lào thì họ phơi ba nắng ba sương các bạn, rồi sau đó là sẽ đem vào xử lý các bạn. Để mình xem thử là mình quay cho các bạn xem thử là kia cây thuốc lào theo mình ngắt còn như thế này các bạn ơi. Đặc tính của thuốc lào là ngắt xong cái vụ này thì người ta sẽ bỏ các bạn, ta bỏ để làm ra cái vụ khác, nhưng mà trồng ruộng cái này trồng lúa rồi phải qua một vụ nữa, đây là canh tác các bạn. Các bạn thấy không, đã khai thác hết rồi, ruộng trồng thế này thì sau khi khai thác á thì lá sẽ được đem đi phơi ủ các bạn, đi xách ra, có đội ngũ xách nữa. Ở đây mình không thể quay được bạn, cảnh người ta xách rồi bạn ơi. Cánh đồng ở Đông Thành này người ta khai thác hết rồi. Rất là tiếc không quay được các bạn cảnh đó. Thuốc lào thì người ta trồng thành từng luống như này các bạn, lắp thành mấy mô lên như vậy, người ta trồng luống như thế này các bạn. Thì thời gian thu hoạch của nó là sau 3 tháng các bạn, quá trình chăm sóc và lúc từ lúc trồng đến lúc khai thác là ba tháng, khoảng 3 tháng, trong 3 tháng như vậy. Ở đây ở kia còn một cái láng của người dân, họ đang phơi các bạn, họ đang phơi thuốc đó. Phơi thuốc xong rồi là phơi xong rồi là sẽ phơi nắng phơi sương, ba nắng ba sương các bạn, rồi sẽ đem sắc ra xong rồi phơi, sau đó là thương lái họ đến hợp lý giá thì họ sẽ bán các bạn. Mình đến hơi trễ các bạn, cái xã Đông Thạnh này thì nó cũng rộng rồi nhưng mà mình đã đi trễ rồi, họ đã khai thác hết rồi. Cái lá của nó là như thế này, có lẽ là hôm nay là mình đã làm mất công rồi các bạn, là mình đã đến đây để quay cho các bạn cái cánh đồng thuốc lào ở Đông Thạnh, Hóc Môn. Nhưng mà rất tiếc là người ta đã khai thác hết rồi, bây giờ trong cái quá trình người ta phơi ủ để bán đi thôi các bạn, rất tiếc. Thì nếu không có dịp mình sẽ hẹn bạn ở dịp khác nha. Tôi xin tạm biệt các bạn. Nhưng mà cái này xong rồi mình đỡ ra hay là mình làm gì anh? Dạ. Còn lúa hả? Em nghe nói được 400-500 ký mà sao ép ta? Này bị thương lái ép các bạn ơi.
rất nhiều người đã bỏ cái nghề trồng thuốc lào này chuyển sang trồng khác các bạn, cho nên này cánh đồng bây giờ cũng rất là ít, chủ yếu là chuyển sang cây trồng lúa rồi trồng rau nhút các bạn. Bao nhiêu này mà lỗ 200 triệu hả? Nhưng mà thương lái chủ yếu là thương lái mình của Trung Quốc hay là dân đâu? Đúng rồi, cái thuốc lào này chỉ người Bắc hay xài đúng không? Trồng xuống nó mua không, bỏ nhà vườn ta nản đi. Làm lỗ không mà đâu làm gì? 4-5 tháng trời cực khổ chết mẹ. Ngày đêm mưa gió. Rồi các bạn ơi, những nông dân họ trồng thuốc lào ở khu vực xã Đông Thạnh này các bạn, họ rất là bức xúc các bạn. Việc mà họ trồng thuốc lào phải 3-4 tháng mới có thu hoạch thuốc đem thuốc khoan các bạn. Rồi nhưng mà khi thu hoạch thì bị thương lái ép giá giống như bao cái hàng nông sản khác của người Việt chúng ta. Của người ta đều bị thương lái ép giá. Thương lái này thương lái ở ngoài Bắc rồi. Thì đó là một điều xuất. Ở kia có một cái ô sen khá là đẹp rồi.